chào các bạn. Hôm nay thì Lam sẽ hướng dẫn các bạn làm slime chiếc giày ma quái mà không cần hồ ha. Đầu tiên ta cần một cái đồ để đựng, một cái muỗng, muối. Và đầu tiên là nguyên liệu cũng không thể thiếu, đó chính là bột sữa tắm ha. Ở đây thì Lam dùng sữa tắm trong. Để thì Lam lấy cho các bạn xem ha. Đó các bạn thấy không? Sữa tắm trong. Nó trong nên rất khó thấy ha. Đây là sữa tắm dung sữa baby, rất là an toàn, sẽ không hại cho da tay đâu. Rồi đầu tiên chúng ta để thì làm đi lấy thêm ha, cho nó nhìn nhiều chơi cho nó vui. Rồi đây thì Lam đã lấy nhiều hơn. Rồi đầu tiên ta bỏ muối vào ha. Nó dính và nó rất là xốp nữa các bạn. Lam sẽ lấy thêm một cái muỗng nữa cho nó khỏi dính. Đầu tiên ta cho từ từ đã. Rồi ta cứ trộn lên. Sau khi đã trộn hết cái hũ muối, hết cái chén muối này luôn đi ta. Rồi chúng ta sẽ bỏ vào tủ lạnh khoảng chừng nửa tiếng ha. Thì nó sẽ ra kết quả. Và thì Lam cũng đã làm một lần và thử rồi, và nó sẽ thành công. Ở đây thì máy quay của thì Lam không thể dừng lại được một tiếng, và nên để các bạn chờ thì sẽ rất là lâu, nên là thì Lam sẽ không thể cho các bạn thấy được kết quả. Nhưng mà đây chỉ là phần 1, còn phần 2 thì Lam sẽ cho các bạn biết kết quả ha. Rồi thì Lam sẽ làm có màu luôn ha. Đấy các bạn, nó rất là mềm. Ta bỏ thêm muối nữa. Đó, từ từ thôi, thôi nó sẽ không được sốt đâu các bạn. Đây các bạn có thể thấy. Rồi, ta bỏ thêm một chút nữa ha. Rồi, một tí thôi. Đây, rất là đẹp. Rồi, giờ thì Lam sẽ bỏ vào tủ lạnh. Và tạm biệt các bạn nha. Phần 2 thì Lam sẽ cho các bạn thấy kết quả của phần 1. Và sẽ hướng dẫn các bạn làm slime mà có màu luôn ha. Tạm biệt.